Anh ơi, hàng đặt của anh nè. Tôi có đặt hàng gì đâu. Đây đúng là hàng đặt của anh. Bên trong á là tấm lòng lương thiện của anh. Hả? Anh đang nói gì vậy? Có những thứ nên cầm và có những thứ không nên cầm. Nếu anh cầm những cái thứ không nên cầm á, thì sự lương thiện của anh cũng sẽ rời bỏ anh mà thôi. Em ơi, đây là 500 ngàn của em làm rơi này. Dạ em cảm ơn anh ạ. Người em cảm ơn là cái anh kia. Dạ em cảm ơn anh nha.